Chị lại có thêm một mở bài nữa để các bạn có thể sử dụng trong cách viết nghị luận văn học của mình đây. Mời chúng mình cùng lắng nghe nhé. Văn học như một thiên thần mang sứ mệnh che chở và bảo vệ con người. Nhà văn A hoặc nhà thơ A đã dùng ngòi bút của mình để thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao cả đó qua tác phẩm B. Chấm. Trong tác phẩm B, tác giả đã để lại ấn tượng bởi các bạn có thể cộng với vấn đề nghị luận ở đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye. Xin chào chúng mình, sẽ lại là những mở bài theo một công thức để các bạn có thể sáng tạo từ những cái gợi ý của chị nhé. Và mở bài ngày hôm nay dành cho chúng mình sẽ là: khúc ca của văn chương mang một sức mạnh diệu kỳ. Nó đi sâu vào tiềm thức, vào trái tim bạn đọc, để lại biết bao rung cảm, suy ngẫm về cuộc đời. Giữa vườn hoa văn chương ấy có một khúc ca thật đẹp, được coi là sự kết tinh của ngôn từ dưới ngòi bút của tác giả A đã tạo nên tác phẩm B. Đặc biệt, khi đọc tác phẩm này, người đọc bị ấn tượng bởi. Sau đó các bạn sẽ trích đoạn văn, đoạn thơ hoặc là vấn đề cần nghị luận vào đây nhá. Vậy là chúng ta đã có được một mở bài để có thể sử dụng cho đa dạng các đề của nghị luận văn học rồi đấy. Tiếp tục lại là một mở bài các bạn có thể sử dụng được cho đa dạng các dạng đề của nghị luận văn học. Mời các bạn cùng tham khảo với chị Yên nhé. Và hy vọng các bạn có thể phát triển được thật nhiều những ý tưởng từ những cái cách mà chị gợi ý nhé. Từ đâu mà con người tìm đến văn chương? Từ đâu văn chương lại đi vào cuộc sống của con người? Văn chương kỳ diệu lắm. Văn chương là nghệ thuật nhưng lại chân thực vô cùng. Người đọc tìm đến nó không phải là những thứ cao siêu, mà đơn giản ở đó họ tìm thấy cuộc đời. Bằng ngòi bút của mình, tác giả A đã vẽ nên câu chuyện cuộc đời qua tác phẩm B. Ở đó, độc giả không thể nào quên được. Các bạn sẽ trích dẫn vấn đề nghị luận ở đây. Vậy là chúng mình lại có thêm một cách mở bài để có thể sử dụng cho đề bài nghị luận văn học rồi đấy. Và ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một mở bài dành cho chúng mình nhé. Pushkin từng viết: linh hồn là ấn tượng của một tác phẩm. Cây cỏ sống được là nhờ ánh sáng. Chim muông sống được là nhờ tiếng ca. Một tác phẩm sống được là nhờ tiếng lòng của người cầm bút. Và nhà văn hoặc nhà thơ A đã để lại tiếng lòng của mình qua tác phẩm B. Đến với tác phẩm này, ta bắt gặp, các bạn có thể đặt cái vấn đề nghị luận ở đây, được không nào? Đó là một cách tiếp theo để các bạn có thể sử dụng hoặc là biến đổi nó đi để trở thành một cái mở bài thật là hay cho bài viết của mình nhé.